Tao thải thải rút thải rút thải rút thải rút ngay vào luôn. Mẹ nè. Nguyễn Thanh Hiến, đừng khinh thường đối thủ. Gọi là kiếm. Đây thải gánh ạ. Thải gánh cho một bạn nào á. Ghê nha. Đồ. Cơ gốm như đòn đòn vàng đâu. Là mục tiêu rồi ông anh nhá. Thanh Thuận, anh thọt so với top team bạn rồi. Thọt không đâu mà. Nguyễn Văn Trưng, biết xe để ngoài nắng nó ra sao không thì hơi non ơi là non. Ôi, thằng rừng nó có kém đầu nó pham điếu thôi, thằng nào yếu là yếu. Không anh mục tiêu gì hết á. Chờ ơi là chờ. Giảm được chiêu thài đỡ gánh chờ. Này em cóc luôn. Nó biết tàng hình ra chọt nó cho nó. Anh tè đi. Vương Nguyễn khóc. Khóc gì đâu nè, máu vô thì nó như thế nào cho nên. Cho nó thoải mái bản thân nó một xíu đi. Thanh Thuận, gánh nặng cây cây cây. Rượt theo, đợi hơi lại. Ui dồi ôi, hàng thằng, ba. Giá tê, làm việc giá tê ơi. Giật bóng ở đây. Tắt eo vào này, giật bóng ở đây, thấy chưa. Đánh nhìn nó ganh đồ đồng đội rồi đánh, không chịu đánh đâu. Chú ông Phạm không à, nhẹ nhàng lấy cái trụ liền, nhẹ nhàng lấy cái trụ liền. Nhảy đầu nhảy hụt rồi, chiều đâu nữa chờ. Phe này sợ mù rách ra thôi anh em, phe này nói thiệt sợ mù rách ra. Thanh Thuận tính hết. Rát đâu nhờ. Còn mù nữa, yếu yếu trong này này, rần, yếu rần, tàng hình đi. Á. Ủa mẹ không chết luôn hả mày. Cái game xui dữ vậy. Cái đao chi hồn và cái phất cập kiếm nữa, chút nữa cân hai luôn, cân thành rừng với thành top ra luôn nha anh kìa nha. Mình thương, hello ông. Hello thương nha. Hello thương. Thủ lĩnh nào? Trương Văn Dũng, không có kỹ năng đừng buồn anh Huy à. Lấy nội tại đi cu, đúng nào lấy nội tại đi. Sao đánh? Coi John. Ôi ôi. Con ơi là John. Con gì chiến gì thay bánh thay lo dữ John. Ôi
ôi là trời. Ông hay đi đường rồng cho ông hay la lắng cho. Rồi lên này Ngọc Diệp ơi. Đạo này cơ gì gì không? Rồi ông chẳng nói cho nó quấn bơ cái đầu luôn. Đó. Thứ thì cần đó. Ở đây bán chủ mic nè. Em đo tem bạn đâu nhờ? Ai thái luôn, thái luôn. Ui dồi ôi. Quay 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 quay. Em đo tem nó xanh dữ vậy. Em đo mình farm đi nha. Em có cái gì đâu. Ừ? Có vấn đề gì đâu. Thôi bỏ. Bỏ ngay. Thôi lui nhẹ một cái nha. Yên tâm đi. Ông Huy đi top thì ông Huy có cái tóc biến la chân Edo được. Anh em và mọi người đang xem like giúp Huy một like ủng hộ nha. Cảm ơn anh em và mọi người nhiều nè. Anh em ơi, Facebook có sao miễn phí, anh em kim re hơn ngay chỗ hộp thư tặng sao, ngay chỗ bên phải mà cái nút tặng tặng nút comment anh em kim re hơn có sao miễn phí thì tặng ủng hộ thôi nha. Cảm ơn anh em và mọi người nhiều. Xem bạn làm gì có cửa đánh. Ok nha. Có về cái độ solo kill và nhanh tay nha. Cái đất Elver này 75. Đất Elver này ông Huy cầm con gấu thì nó lại đáng sợ. Làm việc đi. Anh em thấy solo kill đấy không? Hai bè thành ông Huy quấn bơ cái đầu liền. Thấy rừng tem mình bây giờ đi đâm đi. Rừng tem mình bây giờ gặp ai đâm thằng đó liền cho Huy. Trương Quốc Khải 75. Cảm ơn Khải nha Khải ơi. Chết rồi. Giờ là chết rồi. Ủa mẹ. Sao lại ra nè. Thanh Thuận, hình như chia sẻ like mới có sao miễn phí ha sao á? Ôi. Bốn thanh mà view lên ác vậy bay. Tấn Quang 77. Làm việc. Người ta đánh giải còn chưa non với nhẹ được ông nậu. Người ta đang đánh như thế mà bảo họ non. Anh em ôm fan với chân e đâu mình có đồ rồi đánh. Đó có thiệt cũng solo không? Văn Linh đã tặng 1 tỷ sao? Mày nó xanh dữ vậy bầy. Trong hang mùa đó hơi đông này, Có con mắt chưa? Thanh Thuận, anh không phải đó như thường nói rồi. Chưa có ai phức hợp kiếm, cho chúc mà làm việc được nha. Đơn giản. Đâu hay nào, tem bạn chết hay. Kìa, SP mình đã làm hết rồi kìa. Đâu te, chuẩn bị te này.
Ủ. Thao rằng mấy rừng ơi, rằng mấy rừng ơi. Cú rát bên kia rồi. Gram Bape hút NS là lật kèo cây cây cây. Có đứng ngày nào là bắt được ai không? Thôi lên rồng vô hơi đâu, lên rồng vô hơi này. Đào sái đi. Chia ra hai bên đây. Bùa xanh đó Diệp ơi, ok. Chọn theo những gì. Từ từ nha, từ từ SP, SP cứ đứng im đấy, SP cứ đứng im đấy cỡ. Cứ đứng im đó. Đâu chạy đi đâu, đơn giản. Thì nghe đôi chết rồi nha. Cánh trái đâu mười là, cánh trái đâu mười là. Hơi đẻ bao đâu. Hơi cầm tóc thì Edo tem bạn không được chơi đâu. Thanh Thuận, đi. Như gì mẹ chết hết rồi sao đánh. Đào nhắm có chạy được không? Ừ, nhắm có chạy được không? Cái đất over này nhắm có chạy được không? Tiên thương em như là em gái. Nguyễn Văn Trinh, mũi ông to kia. Cái đất over này thật sự thô lực anh em. Ông hơi cầm mấy con này đúng là một thớ lực. Win kia, win kia, win kia. Đủ. Nói về cái độ xử lý con này nó gư quá. Gư quá. Edo đâu một mình chết vậy. Đừng nhang, đừng nhang. Đừng có bậy bậy ở nhang. Cho tè, cho tè, nhanh cho tè, cho tè. Thanh Thuận, tí thua ngược coi. Thua ngược là do đồng đội. Cho ông Huy làm hết rồi. Ông Huy là ông Huy đi lê nha. Tầm này ông Huy đi lê nha. Bốn anh em đi chung đi. Bốn anh em đi chung, bốn anh em đi chung. Có gì ăn con tè luôn. Như là em gái. Rồi, tem bạn chết hai rồi. Giờ tè đi. Hay là trâu luôn vậy? Nó trâu luôn kìa, giải cánh phải. Ngày đổi giờ like hạ ông cây cây cây. Cảm ơn 75 sao của Thanh Hậu nha. Cảm ơn Hậu nha, Hậu ơi. Ông Huy cầm con du kia đúng là một cái thớ lực gì đó. Chúng bị sói nè, ní về ăn bên. Sụt sói, sói. Gờ quá. Ông Huy tóc biến lên đánh gì mà e đợi. Tem bạn. Ôi trời ơi. Huy Hoàng, TK rắc em kinh thường ai vậy nhóc. Hả? Bánh heo đi rừng 200 sao ông Huy ấy là sao? Ai đây, thằng này của chúng ta là 960 381 rồi, ok vào. Huy còn tên mình 960.381. Ủa chuột chè vũ khe sao cái đâu có đánh được không, sao mà toàn là kim cương không dài kia nhé ạ. Thôi có ai chơi vậy nha. Có người nào cho người đó nha. Không là anh em đánh không bút bẩn. Đánh hết mình là được. Trương Văn Dũng, em là ok lỗi tại Nga đó ông Huy lấy.